Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, chồng con có tính lăng nhăng và thường xuyên nói dối con để đi sớm về muộn nhiều lần. Con có khuyên nhủ đủ điều nhưng không sao thay đổi được chồng con. Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy để chúng con có được gia đình êm ấm. Xin đội ơn Thầy, Phật tử Nguyên Đạo. Kính thưa đạo hữu Nguyên Đạo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Một vợ, một chồng, đây là điều hết sức chân thật trong cái đời sống hiện tại này để chúng ta có được sự êm ấm trong gia đình và có được sự hạnh phúc. Đức Phật có dạy cho chúng ta một cái giới của người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, đó chính là không được tà hạnh. Đó cũng chính là cái chuẩn mực đạo đức mà trong xã hội của chúng ta đây cho phép. Chúng ta đi tìm một cái sự an lạc trong cuộc đời này thì đều bắt đầu từ cái sự êm ấm của gia đình. Mà cái sự êm ấm của gia đình này đây là từ nơi sự xây đắp của vợ và chồng cũng như các con cái. Vì thế mà hạnh phúc của gia đình là điều rất chân thật, để từ đó chúng ta mới có tất cả những cái sự hạnh phúc nào đó lớn lao hơn, hoặc là trên cái con đường của sự tu tập Phật Pháp thì cũng đều xuất phát từ cái hạnh phúc gia đình êm ấm ấy. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Phật Ấn và Tô Đông Pha là hai người bạn rất thân với nhau. Phật Ấn là một thiền sư tu hành đắc đạo, còn Tô Đông Pha là người rất giỏi về văn chương thi phú. Một hôm nọ trong cái lúc đàm đạo thì Phật Ấn mới nói với Tô Đông Pha là ông có 7 người vợ, ông có thể cho tôi người vợ út không? Tô Đông Pha mới nói rất là sẵn sàng, tôi sẽ cho ông. Thế rồi khi về nhà, Tô Đông Pha đã nói với người vợ út của mình: tôi đã hứa với Phật Ấn là đã cho cô cho Phật Ấn, cho nên ngày mai cô hãy đến chỗ Phật Ấn. Vậy là cô vợ này cũng bằng lòng để đi. Và hôm sau thì cô vợ này đã đến ngay chỗ Phật Ấn. Và trong đêm hôm đó thì Phật Ấn đã mời cô ngủ ở phòng trong. Từ cái cửa đi vào cho đến cái giường ngủ của cô thì Phật Ấn đã để sẵn 7 cái chậu than hồng. Và suốt một đêm như thế, Phật Ấn đã bước từ cái chậu than thứ nhất cho đến cái chậu than thứ 7, cứ bước qua bước lại như thế trong suốt một đêm không ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau thì Phật Ấn đã trả cô vợ này về với lại Tô Đông Pha. Khi về đến nhà thì người vợ này đã kể cái câu chuyện hồi đêm Phật Ấn đã bày ra 7 cái chậu than hồng như thế, và cứ bước qua bước lại như vậy hoài mà không có nghỉ ngơi bất cứ một lúc nào hết thảy. Thế rồi Tô Đông Pha mới nói với vợ của mình là: tôi rất là hiểu Phật Ấn, 7 cái chậu than hồng mà Phật Ấn đã bày ra đó chính là 7 người vợ mà tôi đang có đây. 7 người vợ mà tôi đang có đây giống như 7 cái chậu than hồng, không thể nào có thể nằm lên trên 7 chậu than hồng đó mà có thể hưởng thụ được cả. Còn Phật Ấn là người đã tự thân mình vượt qua cái cám dỗ của sắc dục và vượt qua hết tất cả những cái cạm bẫy của than hồng kia, cho nên không bị cháy. Còn tôi đây là người mà an hưởng 7 cái chậu than hồng này, cho nên đã bị thiêu đốt và đã bị cháy. Thưa tất cả đại chúng, đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia là đời sống gia đình, đời sống có vợ, có chồng. Thế thì chúng ta cần phải trân quý cái giá trị vợ chồng mà mình đã đến với nhau trong đời này đó. Đức Phật vì thấy được cái mối nguy hại của sự lan chạ, cho nên mới chế ra cái giới thứ ba để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của tự thân chúng ta và hạnh phúc gia đình của người khác. Vì thế mà chúng ta muốn được đời sống của tự thân mình có được sự an lạc và thảnh thơi thì mình cũng hãy bảo vệ cho sự an lạc thảnh thơi của người khác. Đây là điều mà chúng ta có thể tự thân mình sửa đổi và làm được để giữ gìn cái hạnh phúc của mình, hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của xã hội. Và khi chúng ta đã có được sự an lạc và thảnh thơi trong gia đình của mình rồi thì lúc bấy giờ đây chúng ta mới có được sự an lạc trên phương diện của sự thực hành pháp và tu tập. Cầu mong cho tất cả quý vị thấy rõ được cái nguy hại của sắc dục để chúng ta cố gắng giữ gìn những cái hạnh phúc trong tầm tay mà chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để gầy dựng và có được đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.